Đây là bức ảnh làm chấn động thế giới và gây ra làn sóng phản đối chiến tranh Việt Nam mạnh mẽ trên toàn thế giới. Trong sự kiện Tết Mậu Thân 1968, tướng Nguyễn Ngọc Loan đã cầm súng bắn thẳng vào đầu một tù binh đặc công quân giải phóng với hai tay đang bị trói. Tại thì nghe có tài liệu nói là trên đường Lý Thái Tổ, ngã 7, Sài Gòn. Vụ việc được ký giả Eddie Adam nhanh tay chụp được. Cùng lúc ấy, phóng viên đài ABC của Úc là Neil David cũng quay phim rất rõ ràng. Tướng Loan cầm khăn lau mặt, vẫy tay kêu các tùy tùng tránh ra, đi đến bên bảy lốp, không nói một lời. Loan quăng điếu thuốc và móc khẩu súng lục ra. Ông lấy tư thế của một xạ thủ, cánh tay phải giơ thẳng và, ở khoảng cách khoảng 1 mét, bắn vào thái dương của người tù binh này.